Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng thứ ba ngày 30 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung chính. Gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hồi ức của những cựu chiến binh vùng mỏ Quảng Ninh và những ngày tháng tư lịch sử vẫn luôn là minh chứng sống động chân thực nhất về một thời lịch sử hào hùng để thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi. Thành phố Hải Phòng đảm bảo bình ổn thị trường tiêu dùng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Hải Dương bảo tồn nghề truyền thống bánh cuốn Hàn Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, du lịch Quảng Ninh đón gần 670.000 lượt khách tới tham quan, vui chơi trải nghiệm. Một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đón lượng khách tăng gấp đôi ngày thường. Trong 3 ngày đầu của dịp nghỉ lễ, Vịnh Hạ Long đã đón hơn 52.000 lượt khách, trong đó có gần 18.000 khách quốc tế. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của Vịnh Hạ Long đối với du khách gần xa. Vâng, thưa quý vị, thời tiết tỉnh Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ này thì vô cùng tuyệt vời để du khách trong nước và quốc tế có thể tận hưởng chuyến tham quan Vịnh Hạ Long một cách trọn vẹn, cảm nhận vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới đã 3 lần được UNESCO công nhận. Và thời gian qua thì với những cái nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường thì cảnh quan Vịnh Hạ Long ngày càng xanh sạch đẹp, để lại ấn tượng tích cực trong lòng du khách gần xa. Các điểm đến được nhiều đoàn khách lựa chọn là động Thiên Cung, hòn Gà Chọi, hang Đầu Gỗ, đảo Ti Tốp, hang Luồn, hang Ba Hang, kết hợp chèo thuyền kayak, đò nan kéo dài 4, 6 đến 8 tiếng ban ngày. Các tour du thuyền ngủ đêm trên vịnh cũng cháy vé từ trước kỳ nghỉ lễ. Cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường được thường xuyên quan tâm. Tất cả đã mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Các bạn có một di sản tuyệt vời, đó tôi hoàn toàn choáng ngợp khi đứng trong hang động này. Công tác bảo vệ môi trường rất tốt. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc việc nói không với rác thải nhựa. Phải nói thực tế là cái hang động tuyệt vời thật. Đúng là kỳ quan của mình, của Quảng Ninh mình. Tuyệt vời. Nó thiên nhiên ban tặng cái khu hang động này. Phải nói là quá đẹp. Xác định lượng khách sẽ tăng mạnh, các lực lượng chức năng đã sớm lên phương án bố trí nhân lực, đảm bảo rà soát lại tất cả tour tuyến tham quan và phương tiện tàu thuyền, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Cơ quan cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã có cái công văn là tăng cường thêm quân số cho đại diện tuần châu. Và những ngày lễ này thì chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực 100% để đảm bảo công tác an toàn cũng như là cấp phép kiểm tra các phương tiện cho mỗi hành trình của khách đi về đảm bảo an toàn và vui vẻ. Dự kiến thời gian tới sẽ có 11 sản phẩm du lịch mới được khai thác trên vịnh Hạ Long nhằm tăng sức hấp dẫn và thời gian lưu trú của du khách, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu đón 17 triệu lượt khách đến Quảng Ninh trong năm 2024. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, kéo theo nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao. Công tác chuẩn bị nguồn hàng được Sở Công Thương thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp tích cực thực hiện nhằm đảm bảo bình ổn thị trường tiêu dùng. Thị trường hàng hóa phong phú, mẫu mã sản phẩm đa dạng cho người mua nhiều sự lựa chọn. Giá cả các mặt hàng đều bình ổn. 3 ngày đầu nghỉ lễ ghi nhận sức mua tăng nhẹ so với ngày thường. Không khí ở trong siêu thị hôm nay thì thấy rất là thoải mái vì cũng không có quá đông người. Giá cả thì cũng rất là bình ổn. Và không có bị tăng và mặt hàng thì rất là đầy đủ các mặt hàng cần cho gia đình. Lượng hàng hóa tăng 50% so với ngày thường, tập trung vào các lĩnh vực hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm và tiêu dùng dịp nghỉ lễ. Các doanh nghiệp chủ động triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa, tăng cường kết nối doanh nghiệp sản xuất để khai thác nguồn cung, đảm bảo ổn định về số lượng cũng như giá cả mặt hàng, không để xảy ra khan hàng sốt giá, đồng thời tăng cường nhân lực phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cao điểm mua sắm trong những ngày nghỉ lễ. Và có những cái chương trình thì chúng tôi và nhà cung cấp thì cũng phối hợp cùng làm với nhau, mỗi bên thì giá thì một phần. Chúng tôi cũng có các cái cơ quan, các cái phòng ban chức năng họ thực hiện các cái nhiệm vụ, các mục tiêu kết nối và tìm các vùng nguyên liệu và làm việc với các vùng nguyên liệu nhằm để bảo đảm các cái vùng nguyên liệu đó đáp ứng được các cái nhu cầu hàng hóa của sản xuất trong các cái khung giá nhất định.
giúp cho cái câu chuyện là ổn định được về giá, đưa cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng thuận tiện hơn, và nó có thể giúp cho người tiêu dùng tiếp xúc nhiều hơn với sản phẩm đó. Thời điểm này, sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định. Theo thống kê của Sở Công Thương, lượng cung các mặt hàng đều lớn hơn nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là lĩnh vực hàng hóa lương thực thực phẩm, nên cung ứng hàng hóa thuận tiện, đảm bảo ổn định thị trường tiêu dùng dịp nghỉ lễ. Điện Biên với lợi thế di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đây còn là tỉnh duy nhất ở khu vực miền núi phía Bắc có cảng hàng không dân dụng. Đó cũng chính là những tiềm năng lợi thế đặc biệt để Điện Biên hoạch định hướng phát triển cho ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và trung tâm kết nối vùng Tây Bắc. Đặc biệt, năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 sẽ có nhiều hoạt động đa dạng đặc sắc gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, được kỳ vọng là cú hích rất quan trọng giúp cho kinh tế xã hội nói chung và du lịch tỉnh Điện Biên nói riêng khởi sắc. Sản phẩm du lịch đặc biệt và khác biệt của Điện Biên chính là du lịch lịch sử tâm linh. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại cho Điện Biên một quần thể di tích với 45 điểm di tích thành phần. Riêng về tiềm năng du lịch văn hóa sinh thái, tính đến hết năm 2023, Điện Biên có 33 di tích văn hóa phi vật thể được xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh. Với sự đầu tư hoàn thiện bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo thêm sức hút đối với du khách. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái nhiệm vụ là triển khai cái việc xây dựng quy hoạch chi tiết cái việc bảo tồn tôn tạo cái di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, dự kiến là sẽ hoàn thành vào trong năm 2024. Trên cơ sở cái quy hoạch đó thì tiếp tục mời gọi rồi là tập trung nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy cái giá trị này. Toàn tỉnh có 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 2 di sản được UNESCO ghi danh là nghệ thuật xòe thái và di sản thực hành then. Điện Biên còn có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch khám phá, nghỉ dưỡng gắn với đời sống văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích là phát triển thêm các cái sản phẩm về du lịch dựa trên 3 cái trụ cột chính trong cái đề án về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Điện Biên. Đó là những cái sản phẩm về du lịch, về văn hóa, về lịch sử tâm linh, về văn hóa bản sắc các dân tộc và các cái khu nghỉ dưỡng và thể thao giải trí để tăng thêm cái thời gian lưu trú của khách du lịch khi đến với Điện Biên Phủ. Cùng với các cái sản phẩm đó thì tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái việc khuyến khích phát triển các cái lĩnh vực về dịch vụ để phục vụ cho du khách. Năm 2023, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.750 tỷ đồng. Con số này là một tín hiệu đáng mừng, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Đây cũng là tiền đề để Điện Biên tạo nên bước đột phá trong năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và cũng là năm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong thời gian vừa qua thì Điện Biên đã hết sức nỗ lực trong cái việc mà xây dựng một cái kế hoạch tổng thể để đăng cai các cái hoạt động của năm du lịch quốc gia Điện Biên với 169 các hoạt động. Đồng thời thì đã phối hợp rất là chặt chẽ cùng với các bộ văn hóa thể thao du lịch và các bộ ngành và các cái doanh nghiệp du lịch để mà hoàn thiện các cái sản phẩm này để đáp ứng cái nhu cầu trở thành một trong những cái điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong cái dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như là những năm tiếp theo. Điện Biên đặt mục tiêu trong năm 2024 đón 1,3 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025, đưa Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ quan tâm xây dựng các chính sách hỗ trợ đặc thù, thu hút đầu tư phát triển du lịch để khai thác tối ưu tiềm năng du lịch, xây dựng Điện Biên thành điểm đến lịch sử, thân thiện và mến khách. Ngay trong lòng thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tại con phố nhỏ Hàn Giang thuộc khu dân cư số 3, phường Quang Trung là nơi có truyền thống làm nghề bánh cuốn từ hàng trăm năm nay. Dù trải qua những thăng trầm của thời cuộc, người dân nơi đây vẫn cần mẫn giữ nghề bằng trách nhiệm với món ẩm thực cổ truyền. Nhiều người dân ở thành phố Hải Dương vẫn quen gọi phố Hàn Giang là xóm bánh cuốn. Theo lời kể,
những người đầu tiên làm bánh cuốn ở đây, quê gốc Thái Bình, bắt đầu làm nghề tại Hải Dương từ đầu thế kỷ 20. Những sạp hàng bánh cuốn Hàn Giang ở các chợ Phú Yên, Bắc Kinh một thời đã giúp tiếng tăm của thương hiệu bánh cuốn nơi đây lan rộng khắp nơi. Sự kỳ công trong các công đoạn chọn gạo, ngâm gạo, tráng bánh, pha nước chấm đã tạo nên thương hiệu của bánh cuốn Hàn Giang. Bởi vẫn giữ được cách làm thủ công nên bánh luôn mỏng, mịn như tờ giấy mà rèn dẻo. Mỗi ngày, các hộ dân xóm Hàn Giang vẫn chăm chỉ đỏ lửa tráng bánh. Những người thợ cao tuổi tuy đã nghỉ làm bánh nhưng vẫn cần mẫn phụ giúp một số công đoạn cho con cái. Thế như ông bà cụ trước ở trong Thái Bình ra đây làm nghề. Thế tôi lấy con trai của cụ thì là tôi lại theo nghề của cụ. Thế giờ đến đời con tôi là thứ ba. Thì trước tôi độc tráng xong rồi cánh lên chợ lớn, bán lên chợ lớn. Ở nhà con thì sản xuất ra mẹ bán chợ. Bánh cuốn Hàn Giang, mềm mỏng ngon. À, đi đâu người ta cũng về đây người ta mua mang đi. Bánh cuốn này thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Nó chỉ có là mình biết chọn gạo. Gạo này phải 3 loại gạo thì mới làm được. Nên được cái bánh ngon mà trong khi đó là ngâm gạo phải 3 tiếng đồng hồ sau thì là cách. Khi mình xây bột xong thì mình ra mình ngâm cách một đêm thì sáng hôm sau để cho cái bánh cuốn nó rèn, nó mềm thì nó mới ngon được cái bánh cuốn. Bánh cuốn này của tôi còn mang được ra cả nước ngoài nữa, ví dụ như Hàn Quốc hoặc tất cả các nước đấy là chúng tôi đã xuất rồi, mà dạy nghề cũng có rồi. Cứ ai mà có thời gian đến đây học mà chúng tôi đấy hết dạy hết. Bánh cuốn Hàn Giang phục vụ được nhiều nhu cầu như ăn sáng, cỗ bàn, ăn chay và đã vươn ra nhiều quốc gia. Không chỉ có bánh cuốn, những món ăn kèm như thịt, chả, hành phi, ruốc cũng được chuẩn bị tỉ mỉ. Sau nhiều thăng trầm, hiện nay tại xóm Hàn Giang chỉ còn 8 hộ gia đình làm bánh cuốn. Việc bánh cuốn Hàn Giang là một trong 4 món ăn của Hải Dương được đề xuất xây dựng thương hiệu quốc gia và là một trong 121 món ẩm thực tiêu biểu được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam công nhận, đã trở thành động lực giúp các hộ dân xóm Hàn Giang kiên trì với nghề cổ truyền. Về phía địa phương thì chúng tôi thấy đây là một cái làng nghề rất là quý và cái món sản phẩm đặc sắc của mình. Tuy nhiên ở đây thì nó cũng có một cái khó là cũng không xây dựng được thành cái làng nghề truyền thống vì cái số hộ mà đang thực hiện cái việc kinh doanh và sản xuất này nó cũng quá ít. Nên là chúng tôi cũng động viên và có cái chủ trương để nhân rộng cho toàn cái phố Hàn Giang này để trở thành một cái làng nghề truyền thống. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các ban ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội là động viên và tuyên truyền, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con để sản xuất kinh doanh và giữ cái thương hiệu bánh cuốn của Hàn Giang. Mỗi lần thưởng thức bánh cuốn Hàn Giang, thực khách khó quên được vị dẻo mềm của gạo, ngậy ngậy của mỡ hành và chút đậm đà của nước chấm chua ngọt, ăn kèm với trà rán hoặc thịt nướng vừa ngon, dễ ăn mà tiện dụng. Dù cuộc sống phát triển, ẩm thực phong phú, nhưng bánh cuốn Hàn Giang luôn có sức hút riêng bởi sự dân dã, không chỉ níu chân được thực khách trong và ngoài tỉnh, mà còn vươn xa trở thành món quà quê hương của nhiều người con Hải Dương mỗi khi đi xa về gần. Hôm nay 30 tháng 4, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong tâm trí mỗi cựu chiến binh vùng mỏ Quảng Ninh, ký ức về những ngày tháng 4 lịch sử vẫn còn vẹn nguyên. Sau gần 50 năm, hồi ức ấy vẫn luôn là minh chứng sống động chân thực nhất về một thời lịch sử hào hùng để thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi. Dù nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những khoảnh khắc của ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 vẫn in đậm trong ký ức của người thương binh Lê Long Triệu. Là trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn đặc công T-40 miền Tây Nam Bộ, cựu chiến binh Lê Long Triệu từng 4 lần bị thương rất nặng, vài phần cơ thể phải để lại nơi chiến trường miền Nam. Ngắm lại những kỷ vật cũ, ông không giấu nổi nỗi xúc động khi nhớ về những người đồng đội cùng vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Người lính đặc công của chúng tôi miền Tây nó khổ lắm. Đều là quay là sống ở rìa bờ kênh, sống ở vườn dân.
Thế nhưng mà cuối cùng cái sức chiến đấu và tinh thần của cái thế hệ chống Mỹ cứu nước cái thời đại khi Bác Hồ mất thì chúng tôi là càng nung nấu cái tinh thần của người lính đặc công chúng tôi cũng như tất cả các người lính ở chiến trường đều hướng mục tiêu là giải phóng dân tộc. Trong tinh thần chúng tôi là coi như thế là quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Những ngày tháng tư lịch sử cũng là dịp để các cựu chiến binh vùng mỏ từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được gặp lại nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui có, buồn có về những năm tháng đầy gian lao nhưng rất đỗi hào hùng. Chúng tôi đã xác định là đã được rèn luyện, đã được huấn luyện như thế rồi, thì xác định là bất kể nhiệm vụ gì mà cấp trên giao là sẽ phải hoàn thành bằng được, kể cả mà dù có hy sinh chăng nữa thì cũng vẫn phải là hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 4 năm 1975, ta quyết định mở chiến dịch tiến công mang tên Hồ Chí Minh, quyết tâm giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam trước mùa mưa. Sau khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị lực lượng và phương tiện trong thời gian ngắn nhất, chiều ngày 26 tháng 4, ta nổ súng mở màn chiến dịch. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, ta chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, đập tan sự kháng cự của các sư đoàn địch tiếp cận Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, quân ta đồng loạt đột phá vào các tuyến phòng thủ của địch, lần lượt đánh chiếm các căn cứ Nam Thủ Đức, Tam Bình, Tân Đông Hiệp, đồng thời mở rộng hành lang giao thông đường thủy, đường bộ để quân đội ta áp sát Sài Gòn. Sáng ngày 30 tháng 4, quân ta đã chia làm 4 mũi chủ lực thọc sâu vào nội đô, nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu theo kế hoạch. Đến 11 giờ 30 phút, quân ta cắm cờ trên Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn. Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Tôi là người lính của miền Đông Nam Bộ, trực tiếp tham gia chiến đấu và tiến vào Sài Gòn đánh ở mặt trận phía Đông, tức là giải phóng Long Khánh. Sau đó tiến vào đến ngã ba Tam Hiệp thì tướng Minh đầu hàng. Sau đó lính thông tin chúng tôi là được ngồi trên xe bọc thép tiến vào Dinh Độc Lập. Trong cái lúc cả nước chiến thắng như thế, tôi là một người lính rất hân hoan, rất phấn khởi. Tôi có thể nói là ký ức đó không bao giờ quên. Khi tiến từ cầu Sa Nộ, Đồng Nai, Sa Nộ, Sài Gòn vào thành phố Hồ Chí Minh, bà con hai bên đường vẫy chào, hân hoan, chào đón các anh giải phóng. Đã 49 năm qua đi kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975, nhưng ký ức hào hùng của người lính Cụ Hồ năm xưa luôn là bài học lịch sử quý báu, truyền lửa cho thế hệ trẻ, để từ đó ra sức học tập, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hòa trong dòng người về thăm chiến trường Điện Biên Phủ, thân nhân gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bạch, người điểm hỏa khối bộc phá gần 1.000 kg trên đồi A1, đã về thăm nơi ghi dấu chiến công của cha anh. Đây là chuyến về nguồn đầy niềm tự hào về người anh, người cha, người ông của gia đình, hòa trong niềm tự hào trang sử vẻ vang của dân tộc. Ở nơi đây là hố bộc phá gần 1.000 kg thuốc nổ trên đồi A1 của chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Sức công phá của khối thuốc nổ đã làm cho quân Pháp choáng váng, tạo thời cơ để quân ta đánh chiếm cứ điểm đồi A1, tiến tới giành thắng lợi, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Và người điểm hỏa khối bộc phá là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bạch. 70 năm đã trôi qua, hôm nay bên hố bộc phá, em trai, các con, các cháu chắt của cụ Nguyễn Văn Bạch đã dâng lên niềm tự hào về chiến công của cha anh. Tôi cũng vô cùng tự hào của người anh, bất chấp cái gian khổ hy sinh mà trước đây ông còn sống, ông kể là khi bắt đầu vào làm nhiệm vụ để mà điểm hỏa là có làm lễ truy điệu, thì để xác định là cảm thử vào là chết, vì một khối bộc phá đấy thì xác định là sẽ là chết, không còn quay ra nữa. Nhưng anh tôi cũng được phân công và rất là vui vẻ phấn khởi nhận nhiệm vụ, không có một chút đắn đo để làm nên chiến công này. Tôi cũng rất tự hào với gia đình của tôi hôm nay là gồm 48 thành viên, từ em của ông và con và cháu và chắt của cụ
muốn học hỏi và là trực tiếp nhìn thấy trận địa của mình mà ngày xưa là cụ đã chiến đấu ở trên cái đồi A1 này. Hôm nay là đứng trên cái chiến trường xưa cụ mà tôi rất tự hào và vinh dự là ông của tôi là đã là người giật lụi xòe của cuộc bộc phá 960 kg ngày xưa năm 1954. Với chị Ngân Thanh, những câu chuyện về người ông với chiến công điểm hỏa khối bộc phá trên đồi A1, chị đã được nghe các ông bà trong nhà kể nhiều lần. Nhưng nay được hiện hữu như thật khi chị cùng với đại gia đình tham quan bức tranh panorama. Bởi đây là bức tranh tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với tranh vẽ là âm thanh ánh sáng, lời thuyết minh. Chị như được trở về với mốc son lịch sử chói lọi năm 1954. Qua tham quan thì chúng tôi mới thấy được sự khốc liệt của chiến tranh, cũng như là thấy được rất là tự hào khi mà ông đã góp phần vào cái khối bộc phá ở trên đồi A1, và cũng rất là biết ơn ông cũng như là các chiến sĩ đã đóng góp lên chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến thắng Điện Biên Phủ ạ. Dâng những nén hương thơm cho đồng đội của cha ông, đại gia đình thấy thật may mắn khi người thân từ chiến trường Điện Biên Phủ vẫn được trở về nhà, trong khi hàng nghìn liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Điện Biên. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bạch đã mất tại quê nhà năm 2008, nhưng chiến công của ông và đồng đội đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đó mãi là niềm tự hào của gia đình và lớp lớp thế hệ người Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5, từ nay đến hết tháng 5, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn diễn ra triển lãm chuyên đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại. Triển lãm trưng bày trên 190 ảnh tư liệu chia thành 3 phần: âm mưu hành động của thực dân Pháp và chủ trương của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Điện Biên Phủ, tầm vóc thời đại và Điện Biên, điểm hẹn lịch sử. Những hình ảnh tư liệu hiện vật sinh động trực quan tại triển lãm mang đến cho người xem cảm nhận sâu sắc về lịch sử, đặc biệt là về chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là những nhân tố cơ bản làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Qua đó, giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ vũ trang trong tỉnh và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người cả nước tăng hơn 2,3 lần, từ 1,99 triệu đồng một người một tháng lên 4,67 triệu đồng một người một tháng. Mức tính thu nhập bình quân của người dân được Tổng cục Thống kê tính toán gồm tất cả các khoản tiền nhận được từ tiền công, tiền lương, các khoản thu từ tự sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ và khoản thu khác. Trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay, tỉnh Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước, đạt khoảng 8,07 triệu đồng trên một tháng. Hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước là Hà Nội có thu nhập bình quân đầu người đạt 6,42 triệu đồng một tháng và thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,39 triệu đồng một tháng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.